Hello, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là chương trình gương mặt thân quen. Sự xuất hiện của Công Pro Audio trên kênh phụ kiện âm thanh theo bộ âm thanh Kim Ngưu. Ngày hôm nay thì anh em chúng em xin được trân trọng giới thiệu các bác là cấu hình vỏ thùng loa series là ninh phụ kiện thay thế cho những hệ thống âm thanh các bác dùng trong gia đình, phòng trà, vũ trường, sự kiện tiệc cưới, dùng lâu ngày và các bác muốn có nhu cầu thay thế thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo của các bác nhé. Từ từ thôi anh. Ok, thì bây giờ xin nhường lời mời lại cho anh Công nhé. Xin mời anh cùng giới thiệu sản phẩm. Ok nhé, xin chào các bác. Ngày hôm nay thì là em vô tình em đến đây, em đi qua em nhìn thấy cái đôi vỏ này đẹp quá, thế là vào đây review cho bà Lộc luôn. Đôi vỏ này rất là chất lượng. Con này là con 725, 2W40 và một tép kèm siêu đại, kèm rất to. Và sơn của nó là sơn sần cát các bác nhé. Cái này là dòng cao cấp chứ không phải là cái dòng rẻ tiền. Đây là hàng coi như gần như là bằng hàng nhập Trung Quốc. Và 1910, thua một tí thôi. Thua tí rồi. Không đáng kể. Con này sẽ có cả hai cái kèm bên trên. Hãy vào lòng nhìn cái sơn sần cát các bác nhé. Sơn này sơn sần cát. Và gỗ của nó là toàn bộ bằng gỗ bạch dương, gỗ cao cấp. Ván ép chống chịu nước các bác nhé. Con này các bác đánh gì? Vỏ đặc cấp. Là chỉ không dùng gia đình các bác nhé. Em bán cao ok nhưng loại này không dùng được gia đình. Lại phải bắt buộc phải mang ra ngoài chơi. Cái như là cái trường học ấy. Touring biểu diễn chuyên nghiệp đó. Như trường học đám cưới. Đám cưới thì con này nếu mà gọi nhà gái bình thường thì không cần phải súp. Chơi tức ngực luôn, không cần súp. Không cần sắp. Được, nói chung là con này vỏ này đẹp đấy các bạn. Nhìn trông nó rất là chất lượng đúng không ạ? Con này vỏ này nó sẽ nó có nhiều dòng lắm các bác ạ. Nó có cả loại rẻ tiền đấy. Các bác lưu ý khi các bác muốn mua hàng chất lượng tí thì nó bác mua này. Có cái hàng rẻ tiền nó có thể rẻ đi được khoảng 1/3 tiền. Nhưng mà cái chất liệu mang lại các cái ke góc bố trí hệ thống khí động học ở trong này nó sẽ khác các bác nhé. Đấy. Cái này nó sẽ ke góc các thứ nó sẽ rất là chỉnh chu. Và bên trong nó không có nhiều cái ba vía quá. Rất là đẹp. Rất tỉ mỉ. Tỉ mỉ, nói chung là dòng này cũng chất lượng chỉ thua Trung Quốc một tí thôi, đây là cao cấp nhất Việt Nam. Nhất Việt Nam luôn. Đúng không? Không, theo như anh nhận xét là nhất đúng không? Gần nhất. Chưa biết là có đơn vị nào nhưng mà hiện tại đang nhìn là như hiện tại từ trước đến giờ là những cái mã này là cao cấp nhất rồi. Nhìn cái sơn này. Sơn là sơn đẹp rồi. Đấy. Có nghĩa là như bọn em thợ là phải nhìn sơn. Đấy. Nhìn sơn với cả nhìn qua bên trong thùng tí là biết các cái bố trí hệ thống ở bên trong này. Nhìn qua là biết. Đây em sẽ đo chiều cao, chiều rộng cho các bác nhé. Con này thước cái như là thước ban đây. Tổng thể mặt ngang là 55 cm này. Chiều cao tối đa là 1m23 và chiều sâu anh bỏ cái họng kèn đây. Sâu 52. Sâu là 52. Ok, trước tiên thì xin cảm ơn sự góp mặt của Công Pro Audio trên kênh YouTube của em nhá. Thì cũng xin giới thiệu qua về anh Công là một người cực kỳ nổi tiếng trong ngành âm thanh khu vực tỉnh Hưng Yên, tỉnh Thái Bình. Các bác nào có muốn có gọi là có nhu cầu sở hữu setup hệ thống âm thanh karaoke gia đình thì liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại em cũng ghi ở dưới dòng tiêu đề và dòng mô tả. Hôm nay anh em là tung hứng quả này, nghe có vẻ là hơi tít mù đúng không? Thì đây nhá các bác xem nhá. Thùng đây là ke ở trên nóc này đều là ốc chôn gen hết. Xịn cao cấp và cái sơn này là sơn sần, kiểu sần cát. Sần này thì vẫn gọi là sần cát hạt phổ thông thôi chứ không phải là sần cát loại cao cấp. Bởi vì công nghệ mà sơn được cái thùng này mà sần cát như là hàng tiêu chuẩn của GB xịn thì đầu cái tiền sơn đến tầm bằng cái tiền thùng 4 đến 5 triệu cái tiền sơn thôi. Đấy, nên là nó độn giá lên rất là nhiều. Và nếu như tiền nhiều quá thì không mua được. Nếu như cái thùng này mà làm giống như hệt xịn như thế thì anh em bán hàng vãi ghét lắm. Vãi nó tiền nên nhiều các bác khó tiếp cận. Đây nhá. Hợp lý, giá là hợp lý. Đây là các bác xem tổng quan về nội thất và ngoại thất của cái thùng này nhá. Đấy. Trong kia là lưới và các cái phụ kiện thì em sẽ review sau.
Ví dụ hàng Trung Quốc hàng loại 1 xịn ấy, nó gần như hàng xịn ấy, báo giá khoảng 13 triệu cả vỏ thùng các bác chạy hết. Chạy mất dép luôn. Đấy, đầu cái thùng xịn thôi, xịn như hàng hãng luôn. Đấy. Gần như hàng hãng. Đó. Ok, xin chân thành cảm ơn anh Combro Audio nhá. Ok, chào các bác. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.